Để tô cơm nhưng quên nói cho ăn, bé Golden nằm đợi cả tối. Ủa, em đợi mẹ hả? Sao con ăn đi? Đứng dậy, ăn. Ăn đi. Nuôi được thằng con hiểu chuyện phải nói là mát lòng mát dạ lắm mọi người ạ. À. Chuyện là Sen cho bé Golden nhà mình ăn tối, nhưng lúc để tô cơm rồi thì Sen lại quên nói cho ẻm ăn và vào nhà đi tắm luôn. Ai đâu có ngờ được, lúc tắm xong đi ra lại thì thấy bé nó vẫn nằm đợi Sen cho ăn. Mắt thì vẫn dính chặt vào tô cơm không rời, thấy thương lắm luôn. Đứng dậy, ăn. Chắc là bé Golden đói lắm, nhưng vì nghe lời Sen không được phép ăn khi chưa cho phép, nên ẻm rất ngoan ngoãn nằm đợi. Cho đến khi con Sen não cá vàng phát hiện sự việc, ấy vậy mà bé cũng không hề giận hay trách móc Sen luôn. Sen phải kêu ẻm ăn đến lần thứ ba thì ẻm mới đứng dậy ăn cơm một cách ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.